Ông xin lỗi ông lại cháu. Chúng bảo bạn á, hôm nay á là con không có quên clip cho bà chú câu đi, nên giờ con có kịch bản nè. Bé bộ con là mẹ, con là bé sùng huyền, chị nè con của con cái xong rồi chị nè gọi alo mẹ ngọc, alo mẹ sữa, mẹ về chú, mẹ về bộ mẹ đang đứng giống gì, đứng ở trên cái giống gì gần nhẹ của con, xa cái xong rồi điện bằng tay vậy á, cái xong rồi cái xong rồi anh hai với chị hai là người đi mua với làm với quy, cái xong rồi trả tiền rồi với bộ hai với bộ lam với quyền xin ăn, cái xong rồi hai với bộ lam là mình xin ăn, cái xong rồi làm đi xin tiền á, cái quy cho tiền á, cái xong rồi con là bà mẹ cái chị này gọi con, cái xong rồi chị hai với chị anh hai bi thì sẽ đi mua sầu riêng ha, với mua một cục, ok ông bà chú được không? Dạ được. Con thấy cái bản này hay chưa? Dạ hay rồi. Xuất sắc chưa? Dạ xuất sắc rồi, để dạ, con hả? Cái bản vậy phải không? Dạ. Giờ mình bắt đầu quay hả? Con đang chuẩn bị đạo cụ để quay hả? Trang sức dạ, đêm chuẩn bị đẹp trang sức. Cho nó đẹp hả? Ok, giờ mình ra quay ha. Trời ơi chú, hôm nay con rất là buồn, biết sao con buồn không bà chú? Hôm nay con bị bơm hàng đó. Giờ không có khách hàng, bơm hàng là một cái việc xấu xa lắm, nên con ông bà chú là cũng làm gì nha, không mua thì mình không được đến đây mua, còn mình mua thì mình đến đây mua, chứ có gì đâu mà đâu có người ta bắt mình đi mua hay không bắt mình đi đâu. Mình muốn đi thì mình đi, còn mình không muốn thì mình không muốn. Ông bà chú luôn làm việc đó nha, mà sao hôm nay không có khách hàng gì chén rồi. Ông bà chú hay chán quá ông bà chú, nay không có khách hàng, còn mấy trái nữa phải bán hết. Nhưng coi đếm còn bao nhiêu trái nữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 rồi. Dạ có dạ. Hai cửa hàng không ạ? À? Dạ phải. Dạ phải cửa hàng sầu riêng không vườn mà. Dạ hôm nay mình có dạ sầu riêng không ạ? Dạ còn. Trời ơi. Dạ còn mấy trái nè. Chị tên gì chị? Tôi tên Ngọc Diệp. Ba mẹ tôi mệt, ba mẹ tôi ốm rồi nên. Ốm hả? Ba thì đi làm, còn mẹ thì bị bệnh. Anh quay đây nè. Ở trong phòng. Nói chuyện bà con bạn nghe. Anh ở trong phòng chăm sóc mẹ, cho mẹ uống thuốc rồi. Vậy hả? Rồi bật tivi cho mẹ coi rồi. Bật nhà ghe nghe cho mẹ coi khi đi ngủ. Giờ con phải bán mình anh kia con gì á. Vậy hả? Giờ con bán một mình vậy hả? Thấy thương quá dạ. Dạ. Con bán được mấy năm rồi? Dạ hai kết 3 năm rồi. Bán 3 năm rồi hả? Đúng luôn á, bán 3 năm rồi á. Vậy sầu riêng này nhiêu ký vậy? Dạ. Dạ cái sống nè. À sắm sầu riêng này cho em con bán nhiêu ký? Dạ cái này chín quay đây nè, nhiêu ký này, hả? Con sầu riêng con bán này nhiêu ký, nhiêu tiền ký? 130 à, 130.000 đồng ký hả? Đúng rồi. Rồi măng cụt có bán không? Dạ có luôn. Dạ đi măng cụt của con được mới hái. Con mới hái à? Con hái ở đâu vậy? Nó rất thơm. Thử ăn trái đi. À, thử mời khách đây. Mời khách ăn. Trời ơi, ngay đây nè, để bà con bắt thấy mặt. Măng cục khô làm sao? À! Đây bóp ra, đây được rồi, bóp ra. Trời ơi, khô cho bằng được vậy hả? Trời ơi, khô cho măng cục. Trời ơi.
Ngon nghe, cảm ơn nha. Dạ. Dạ làm thêm trái nữa cho khách. Bán cho khách này, cho khách thử vậy hả? Giỏi quá vậy. Ngon lắm. Dạ cái mềm này dễ ăn nè. Thôi con ăn đi, sao con mời khách không vậy? Ồ biết khui măng cục luôn, giỏi vậy trời. Ôi con kìa. Ôi. Dạ sao cứng cái tay. Đây coi. Nó thương quá vậy. Trời ơi. Khui măng cục. Sợ măng cục. Trời ơi. Trời ơi, măng cục. Dính tay. Nó ngon không à? Ngon. Mày nhiêu ký vậy? Cái này á thì 20 căn ký. 80 ngàn ký. Để tôi ăn thử ý rồi. Ừ. Con thử đi. Cái hương quá vậy. Con bán mình vậy hả? Ngày nào cũng bán mình về khuya vậy hả? Cho cha mẹ nghỉ ngơi hả? Dạ. Ba thì đi làm luôn rồi. Ừ. Ba của con không có lên cho mẹ được. Tại ba còn phải đi làm. Ba con làm bánh gì? Ba con làm nghề bác sĩ. Ồ, bác sĩ luôn hả? Bác sĩ. Rồi mẹ con làm nghề gì? Mẹ con làm nghề nghề phi công. Chữ vậy? Phi công là mình lái tàu trên mặt nước hả? Không phải, không phải. Là tiếp viên hàng không. Ghê vậy? Uống thuốc. Con ăn trái này nè. Ăn trái này. Con lật cái trái nó nhìn thấy nó hư rồi nè, ăn trái này ngon nè. Nè. Nhìn nhỏ nhỏ mà ngon quá. Nè. Dục cái này. Con bỏ ra đi. Ngon quá. Ngon thiệt á. Dạ thôi con không ăn. Con ăn nữa hả? Rồi sao, gửi lửa xùi yên không? Dạ. Rồi ai đi giao cho tôi? Dạ tôi ký. Ủa bữa nay bị bơm hàng hả? Dạ. Người ta bơm nhiều không? Dạ bơm cũng nhiều lắm. Bao nhiêu đơn? Ok. Bơm bao nhiêu đơn? Dạ 10 đơn. Bị đơn mười, bơm 10 đơn hả? Dạ. Ồ thấy hương không? Bơm 10 đơn là lỗ rồi. Đúng không? Dạ. Mà làm sao người ta bơm dữ vậy? Kẹp lại. Thế tôi kẹp lại thôi. Hả? Làm sao người ta bơm con dữ vậy? Dạ con không biết. Vậy con năn nỉ người ta đi. Năn nỉ mà chú đừng bơm hàng. Năn nỉ đàng hoàng, phanh tay đàng hoàng. Ông bà chú, con năn nỉ đừng bơm hàng nha. Nói cha mẹ bán cực khổ làm sao? Ông bà chú, ba mẹ con bán cực khổ lắm, đừng bơm hàng nha. Cực khổ làm sao? Nói ai nói ông bà chú cho ông bà chú hiểu rồi. Cực khổ bán rất mệt, mẹ con bị bệnh còn cha con thì đi công tác hoài mệt lắm. Cực khổ quá hả? Giờ mà con có mình con ngồi bán đó đó. Đúng không? Dạ. Con là chị, còn anh hai kia là anh hai, còn kia là mẹ, còn ba đi làm rồi. Mẹ bị bệnh. Thấy thương con quá vậy. Chú ngồi chú nói chuyện với con được không? Con phải làm sổ sách vậy hả? Hả? Con phải làm sổ sách vậy hả? Con trúng nè. Đâu con gọi điện hay gọi điện. À con ta gọi điện tới kìa. Điện thoại đâu, không có điện thoại. Điện thoại hả? Để nó nghe đi. Không. Nghe ở đâu đi. Không. Dạ hả? Vậy thôi khỏi nghe, giờ tối rồi đâu người ta đâu. Không à, con biết. Sao? Con sẽ làm bằng giấy. Đừng nghĩ nha. Ok, thí nghiệm nha. Đâu con sao cần hai mặt. Sao quay clip cho ông bà của chú anh chị xem vậy? Hả?
hả? Cho nó ăn dĩa ra. Sao hôm qua con không quay clip cho ông bà cô chú chị xem? Ừ, con dĩa nó cái điện thoại hả? Đâu điện thoại là sao đâu? Nói nghe nè, sao tới mấy cha con mình làm cái phim được không? Dạ cũng được. Làm phim cha sẽ đóng vai cha, còn tụi con sẽ đóng vai con. Hết, chứ gồm hết mấy bạn nhỏ trong nhà mình luôn. Ra vô một cái nhà lá nào đó, đóng vai cha là người bán sầu riêng hay bán khóm gì đó, đúng không? Bán trà sữa. Bán trà sữa hả? Bán ly trà sữa đi. À, bán ly trà sữa hả? Dạ. Còn có mấy đứa con, nhưng mà mấy đứa con rất là tốt bụng, nhưng mà đi giúp người này giúp kia mà giúp không được chuyện gì hết trơn, toàn là cha gánh, được không? Dạ được. Ừ, đúng không? Đúng không? Cho viết kịch bản nha. Dạ thôi. Ừ. Thôi. Sao hả? Nó đi đóng với cha mới được. Ha. Ok không? Hả? Hả? Nghẹt quá. Nào không ra tập tành bán sầu riêng không bà cô chú anh chị? Con mà bán mà ông bà cô chú anh chị biết địa chỉ chắc ông bà cô chú anh chị tới là mua ủng hộ nhiều lắm á. Đúng không? Hả? Dạ. Ủa cái số gì đó à? Số gì? Không có gì á. Chết che ngựa rồi. Ngựa coi. Sao nó chết cha? Ê, xin lỗi ngựa rồi. Ngựa thôi bỏ đi. Đừng làm lại cái mới ha. Ừ. Con làm gì? Làm điện thoại hả? Dạ. Để nghe điện thoại để chốt đơn hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Con thích buôn bán thì con cũng muốn bán trái gì? Hoặc là muốn bán gì để cho... Bán nước ơi, trà sữa ơi. Hả? Bán trà sữa ơi. Con thích bán trà sữa hả? Con thích bán trà sữa hả? Ngồi sữa, con sữa nè. Để này viết. Nó hơi. Để trên đây nè. Từng cái. Được chưa? Trời ơi, điện thoại. Điện thoại hoa mắt đừng hoàng chứ luôn. Cái này là cái gì? Đây là cái nút. Nút gì trời? À, nút ở dưới. Cô sẽ dễ mấy cái giống như bấm 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 rồi là nó ra hình á. Ừ. Điện thoại ba mắt luôn ghê chứ. Đã đẹp. Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Hay quá ta, sáng tạo quá ta. Ông bà chú thấy con sáng tạo. Sáng tạo lắm à. Hay quá ta. Không phải. Ờ đúng không? Ờ coi chừng bấm vô tay nha. Bấm tay là ghim dính tay đó. Được chưa? Ha, thôi. Mấy cha con mình làm cái phim đơn giản cây nhà lá vườn. Rồi mình sẵn mình làm đó cho các bạn nhỏ xem để các bạn học hỏi ha. Có thông điệp. Đúng không? Ok không? Ừ. Thúng. Thúng chịu diễn không? Dạ cũng chịu. Giờ diễn thử môn gì đó cho cát cho cát diễn thử cho gì. Con bé hàng mà. À bán hàng à, quên. Quên hả? Kêu quên kêu thúng mà sai vậy? Con là người bán hàng hả? Thì con giờ nói chuyện sao xin chú cháu hả? Hả? Làm sao? Nói chuyện làm sao? Người bán hàng kêu nói chuyện sao nè. Hả? Dạ. Người bán hàng nói chuyện sao? Hello. Dạ, ok. Nghe kỹ người ta chốt lên, người ta đặt sầu riêng kìa. Cái này hay quá. Hay không? Nó để bấm lại đó. Rồi nghe điện thoại chốt đơn đi. Bạn đi theo tôi.
Làm gì? Tham ông với bộ che là con ba mẹ con sẽ hướng dẫn che nha. Nha cha. Làm gì? Thì làm sao riêng á. Làm gì nhanh vô ngủ, còn ngủ quá rồi nè. Ủa. Đây rồi. Ngon, làm heo của mẹ. Ừ. Cho gõ. Cho chỉ tôi gõ nữa. Rồi sắt ở đây. Rồi sắt ở đây. Rồi chín dữ thần nha. Còn có mấy trái hết sầu riêng rồi. Alo. Alo, rồi. Chín hết rồi. Này chắc mai giao gì. Con làm xong chưa? Dạ. Làm xong chưa hả con? Chuyển qua đóng vai con rồi hả? Ừ. Đóng vai con sao? Nói chuyện sao để cho biết nè. Thì cha thì con nói là xong chưa thì nó là xong rồi. Rồi nó... sao nữa? Kêu bằng gì? Kêu con bằng gì? Con yêu. À kêu con. Kêu con bằng mẹ hả? Dạ. Con. Dạ. Mẹ biểu. Sao mẹ? Đêm gì? Con đố, con mẹ đố con. Mà bút kim tuyến mà. Tại sao con biết? Này con lớn con biết chứ mẹ. Ủa mà tại sao bút này lại không mở được? Mẹ đừng mở hư nha mẹ. Sao? Này người ta tặng cho mẹ mà giờ người ta sợ mẹ làm hư nên người ta nói là trả lại. Vậy hả mẹ? Mẹ buồn ngủ chưa? Chưa nữa. Con. Con buồn vô ngủ. Vô lo cho chị hai với anh đi. Có chị hai. Con liệm bé. Có chị hai nữa hả mẹ? Ừ. Chị hai tên gì mẹ? Chị hai tên Ngọc. Chị hai tên Ngọc hả? Còn mẹ tên gì nữa mẹ? Thì mẹ tên là Sữa. Mẹ tên Sữa hả? Cho hôn mẹ cái được không? Nói mẹ. Mẹ. Hả? Cho hôn cái được không mẹ? Kịch bản của mẹ nãy bị gãy hả? Nãy mẹ chuyên phân công mẹ gán sầu riêng rồi các chị hai anh hai được tùm lum ta cuối cùng mọi người đi ngủ ở đây. Papa, alo. Hồi đó con gọi con mẹ. Anh. Đi lẹ lên. Cái gì mẹ? Lẹ lên. Làm gì mẹ? Đi đi. Đi đâu? Sầu riêng. Đi đâu sầu riêng hả? Sao mẹ căng quá vậy mẹ? Lẹ lên. Lẹ lên. Cái mẹ xong lựa trái được chín cho mẹ. Nó là chín mẹ ơi. Lấy đi. Còn gì nữa không mẹ? Đi về. Mẹ đừng có gái. Gái gì em mẹ lùng quá vậy? Em không cần. Chi nữa mẹ? Ngồi kỹ với mẹ. À kèo hết. Bé à. Thôi thôi. Xong chưa mẹ? Chưa nữa. Mẹ đồ ghét chân của con nè. Dạ. Có ba người khách tới mua hàng rồi mẹ ơi. Hello. Kệ mẹ. Dạ. Chào mẹ chú. Dạ. Dạ bán cho tôi một trái sầu riêng đi chú. Nè. Bán cho em trái măng cụt hả? 260 kg. À hai. Cho em ký lộn cho em ký. Cho em 2 cho em 10 cái sầu riêng. Ok. Cho em 2 trái sầu riêng nha. Dạ yeah, rồi. Cho em 10 trái nha. Cho em 15 trái sầu riêng nhiều ký được nè. Ok. Mấy trái không được? Cho em 2 rồi, trái. Rồi mẹ được rồi mẹ. Ok. 3 trái. Mọi người vô bàn đợi đi. Ngồi ghế đợi gì ạ? Không 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 ghế kia kìa. Ghế kìa. Ghế kìa. Ghế kìa. Xích người chỗ này nè. Đi. Bà chủ phải chịu hả? Khách hàng là thường. Đừng tiền té coi. Rồi sao nữa mẹ? Nhanh đây mẹ ơi, về ngủ mẹ ơi, con làm cái này con giận mệt quá mẹ. Hai chiếc sầu riêng đâu? Còn chúng 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 kìa mẹ. Chị nè 10. Ở lượm. Cho em 10 trái nha. Ok, lại lên đâu? Từ từ mẹ. Cùng có. Dạ ơi, vô bạn muối về bạn nam. Cho em 10 kg măng cụt.
Ok, 10 ký măng cụt kìa. Dạ. Sao mẹ ngồi chỗ mà mẹ sai con không vậy mẹ? Mẹ là người căng. Vậy hả? Dạ này mẹ ơi, măng cụt. Dạ đi. Gì vậy mẹ vậy? 10 ký. 10 ký. Đi yên đó. 1 ký. 10 giải. 10 cái. Lấy cho mẹ. Mẹ căng quá. Mẹ căng quá vậy mẹ. Alo. Lát con về con mát cha nha mẹ. Cha lại. Ông ngoại. Ông ngoại đi làm rồi. Ơi. Đi ạ. Được rồi mẹ. Mấy trái nữa rồi. Đủ chưa mẹ? Mấy trái. Làm chi? Cho dĩ luôn đi. Cái gì mẹ? Mẹ nói gì ạ? Cho chừng trúng gai mẹ. Thêm ra. Lên. Khách đợi chờ. Đủ rồi kìa, khách nó đủ rồi mẹ. Đủ rồi kìa. Qua đây. Coi chừng chúng có chúng tay mẹ nha. Rồi được rồi mẹ ơi. Bên đây nè. Rồi tính tiền mẹ ơi. Rồi qua lấy tiền nha mẹ. 3 3 3 5. Người ta kêu thêm đó. Đủ rồi mẹ ơi. Ta nói được rồi kìa thấy không? Ép khách lấy dữ mẹ. Miễn phí mà. Gì bán miễn phí hả mẹ? Con bé lấy trái sầu riêng cho mẹ. Lấy gì mẹ? Hai trái sầu riêng. Mười trái sầu riêng. Hai trái sầu riêng. Mười trái sầu riêng kìa. Lấy lên. Đi nha mẹ. Lên. Mẹ. Lên. Cái gì mà căng thẳng? Mày căng thẳng quá mẹ. Thôi mẹ đừng có la nữa, mệt nha. Chứ không ta. 10 trái, 2 trái. Dừng làm cái. Con làm đi. Alo. Rồi. Người ta nói 10 trái măng cụt. 10 trái sầu riêng. Làm lẻ. Dạ. 10 trái sầu riêng. 10 trái măng cụt. Hai trái sầu riêng. Tôi 10 trái măng cụt với là 2 trái sầu riêng. Ok. Còn bạn 10 trái. 50 trái sầu riêng. 10 trái măng cụt. Tôi. Vậy bạn. Với không bạn. Tôi 20 trái sầu riêng. 30 trái măng cụt. Ok. Im. Lại là mẹ con tâm. Người ta nói 10 măng cụt. 10 trái sầu riêng kìa. Trong điện thoại đó người ta nói kìa. Để lên xong rồi mày chụp hình. À, đăng lên TikTok vậy. Lại mẹ luôn, mày TikTok vậy mẹ, mày đăng TikTok vậy mẹ. Kìa, mẹ nhìn nè, mày đăng lên TikTok cho mấy anh chị này coi nè. Đó. Rồi mẹ đừng có đăng con mẹ ơi. Đó. Mày chụp cái chị này kìa đó. Nè nhìn nè. Ừ ghê vậy. Nhìn TikTok kìa. Thấy rồi mẹ. Có làm đi giống như mẹ quay. Lên mẹ cho con người ta cười con. Dạ. Nhìn ta con á. Thôi thôi mẹ kì vậy, mẹ ghê vậy. Mẹ thiệt là con á. Dạ con làm nè, ghê thiệt chứ. Mẹ đâu mà mẹ. Mẹ mấy có cái từ ngữ đó vậy mẹ. Mẹ già quá à. Dạ. Rồi được rồi mẹ ơi. Mấy trái lận. Dạ để con lấy trái khác 1 cân nữa nha mẹ. Có nhiều lắm. Coi rồi mới có mầm ơi. Vì mình đang đi biển. Đi biển á thì người ta phải làm cho hớ rồi mới đi biển. Chứ không làm hớ mà đi biển thì không có đi tiền được đi biển. Sao vậy mẹ? Làm mẹ lên. Rồi mẹ. Mẹ mà hay ta không làm nữa. Chết tay với mẹ. Ghê quá mẹ, ghê quá. Mẹ căng thẳng quá. Alo. Ok. Người ta gọi 1000 cái măng cụt, 1000 cái sầu riêng. Làm gì có okay. Mẹ. Ok. Mẹ nằm mơ. Người ta hay à. Mình tội nghiệp muốn bán hết sầu riêng đi kiếm tiền đó. Lại lên. Dạ. Không biết rồi mẹ. Mẹ đừng có kéo cái quần nha. Có lẽ lên. Mẹ đánh con vậy.
ngươi không, chó tay với mẹ vô phòng mày đến cho một rồi ăn dẹ tết chết ngơ. Là gì mẹ mày nói gì vậy? Lại lên, không thì mày đánh tao một cặp. Mẹ đánh con hoài vậy mẹ? Alo. Ok, 1.000 trái măng cụt, 1.000 trái sầu riêng. Rồi ok, nhiều lắm hả? Ok, nhiều trái sầu riêng, nhiều trái măng cụt. Lên con. Đâu, mẹ coi coi mấy trái này cần được phơi chín á. Sao cô lấy mấy trái sống? Chín mẹ. Sống muốn chết. Mẹ hỏi con coi coi, coi trái măng cụt chín nè, mà nó sống. Nè, nè, mấy cái cục này nè, nó nhỏ chiếu rồi. Nó còn sống, con lấy trái khác cho mẹ. Dạ. Không mau quá mắt, mẹ được đâu. Dạ hả mẹ? Mẹ mà thấy con, cắm một lần nữa, chó tay với mẹ. Mẹ xàm cái gì mẹ? Làm lẹ. Rồi xong cho mẹ vô ngủ mẹ, con buồn ngủ chưa rồi. Chưa xong nữa, làm lẹ lên, làm lẹ, làm ngon quá lắm. Lên con. Con bạn, tôi mới quay TikTok rồi nha. Ừ, sao? Con bạn nữa, đi, ra yeah. Đi ra khỏi cái làm này. Tôi đặt bạn chưa đưa tôi sầu riêng rồi, bạn đợi đuổi tôi ra. Tôi đã quay TikTok rồi, tôi đăng lên mạng, ra xã hội này, đặt. Quay quay đi, à. Cho tôi rải tiền. Bằng. Gà xong, đăng cho nhiều. Mọi người nơi nhân tính là đã cười, đã cười. Tôi gì đâu, tôi đặt bạn, bạn chưa đưa tôi sầu riêng với măng cụt mà bạn chắc không. Tôi đi về phải sao? Con nhiều, làm lẽ không mình mẹ đánh con đó. Dạ xong rồi mẹ vô ngủ hả mẹ? Chưa, vô ngủ với mẹ con ngủ. Chưa có sầu riêng nha, cho tụi tôi. Chị ăn ngủ trước rồi kìa. Gì? Chị ngủ rồi, rồi vô ngủ với chị mẹ. Dạ, dạ, rồi, chị nói vô kìa. Dạ. Chưa nữa, chưa sao xong nữa. Chưa xong nữa hả mẹ? Mình làm thêm một lần nữa đi. Tại tại hôm nay người ta làm gì cái sầu riêng đó. Ờ, rồi. Biết rồi. Biết rồi. Sao mẹ, sao khách hàng căng quá vậy mẹ? Hả? Bến gì? Mình phải bén. Sao khách hàng sao căng dữ mẹ? Chết kẹt, buồn mất rồi. Rồi, sao mẹ vô, nói chết đi vô. Sao mẹ nói chết chết? Ôi không. Chết rồi. Dạ, đi vô. Rồi, vô ngủ mẹ. Đến giờ anh tối rồi. Dạ. Ủa, chưa có sầu riêng với măng cục đưa tụi tôi mà thôi, đi được đâu rồi, hả? Thôi, cảm ơn, dạ. Chào tạm biệt bà con cô bác nha mẹ. Măng cục ngon quá. Mẹ ơi. Anh Thái nha. Mẹ ơi. Mẹ. Ăn đi. Con, ăn không? Chờ lọc đi. Không ăn. Dạ lọc thôi. Ăn rồi thôi chào tạm biệt bà con cô bác mẹ ơi. Để chờ lọc cho tụi con. Dạ cảm ơn bà con bác đã theo dõi video Khương Vừa Con ạ. À. Xin chúc quý bà con chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Chưa làm xong mà. Sao chưa xong đó mẹ? Vô ngủ mẹ ơi. Chưa làm xong mà. Dạ. Làm hết đi. Rồi làm hết rồi. Rồi chào tạm biệt các mẹ ơi. Nằm bên. Nằm bên. Dạ cảm ơn ạ. À. Kính chúc tất cả quý bà cô chú người khỏe. Dạ không.